Bữa nay ở đây lễ của nhà vua nha cả nhà. Ông vua được kỷ niệm lên ngôi vị á. Thì người ta bắn pháo bông rất là dữ luôn, đừng có đẩy quá nó sập xuống dưới rồi tròn cái đầu xuống luôn bây giờ đây nè. Bắn pháo bông quá trời luôn cả nhà. Mà trời kìa, trời thì đang chỉ mưa đỏ lòm hết trơn cả nhà, đỏ trời hết trơn nè. Thấy cái Trời, mây nó đỏ nhào luôn. trời đang chỉ mưa đỏ dữ lắm, đỏ lắm. Thấy mây nó đỏ nhào luôn. Gió quá trời gió luôn cả nhà. Nè, ở thành phố Cái Phnom xấu Penh, ở thành phố Phnom Penh giờ này vui lắm nha cả nhà. Đó, pháo bông sáng chói luôn nè. Ồ, ai nhìn gió nó mây nó bay ra nè cả nhà. Ồ ồ ồ luôn à. Ủa quay vô đây không có thấy bay lắm nha. Mình nhìn lá không à, cả nhà để ý mây với lại cái nóc của cái máy chợ mới á. Cả nhà biết. Ồ đẹp quá nè. Ồ. 12 giờ đêm ta. Đó. Ôi thôi. Nó nghe bắn mấy cái mà nổ lớn á cả nhà, nó nghe tới mấy cái tấm tấm to anh nhà người ta đó, nghe sạc 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 sạc. Không, cái này người ta tự bắn thuộc vậy thôi. Người ta được bắn đèn á. Ôi vui á không cả nhà ơi. Spike lăn nè. Spike lăn nè. Bập kìa. Ờ. Gió quá bập nó bay luôn. Gió quá trời. Và... đêm nay chắc là có một cái cơn mưa thật là lớn luôn đó cả nhà. Đúng rồi, ở Việt Nam mà cô chú có chuyện mưa nhất như vậy thôi. Ở nhà mình ở Việt Nam nước ngập quá trời cả nhà ơi, nước ngập đó nó sợ ngập luôn biết cả nhà. Ủa cái miếng tôn bên nhà bung lên luôn kìa cả nhà ơi. Nè gió miếng tôn nó dở nha, dở lên luôn nè cả nhà. Đó, cái miếng tôn trắng ra đó. Ủa cả nhà thấy cái miếng tôn đó không? Wow. Ủa nó sụp xuống rồi đó. Ủa cái miếng tôn bên nhà bên đó nó bung lên luôn rồi. Nhà bên đó cũng không hay nữa. Người ta hay chứ mà tại người ta cũng ta không dám đi lên nặng gỡ nó xuống. Ồ, đẹp không cả nhà ơi. Rồi mưa tới luôn, lâm găm tới luôn, quá đẹp luôn nè. Ồ. Chắc bắn pháo bông này xong là trời cũng mưa luôn rồi, cái miếng tôn bên đó nó dỗ gầm gầm luôn nè. Có pháo bông luôn nha cả nhà. Ở đây có giờ này có pháo bông coi luôn. Rồi tới tới ngày 26, 27, 28 tháng 11 này là ở đây lễ đua thuyền đó cả nhà. Lễ hùng túc. À các bạn hay cả nhà có ai muốn đi qua tham quan, đi qua chơi ở bên Campuchia thì cả nhà có thể qua ngay ngày 26, 27, 28 nha cả nhà. Ba ngày đó rất là vui. Người ta đua thuyền đó cả nhà, lễ đua thuyền rồi, mưa lớn luôn, mưa rồi. Thôi cả nhà ơi, mưa tới rồi chắc mình cũng xuống lai mình đi vô cả nhà ơi, mưa quá trời rồi nè. Đó. Pháo bông ta bắn chưa xong nữa mưa tới luôn rồi. Vô con trời mưa rồi. Ta gần sắp hết rồi. Ừ. Mẹ gắn quay thêm chút xíu. Cha nó hết luôn. Mưa cả nhà.
Rồi mưa lớn rồi vô. trời đang mưa lớn quá trời mà mình còn tiếc nè cả nhà, mình còn nghe ầm đùng, mình thấy tiếc quá, mình đi quay cho cả nhà mình cùng xem. Đây trời mưa ướt hết trơn rồi cả nhà ơi. Bữa nay người ta đi nè, bữa nay ngày chủ nhật đó cả nhà, người ta đi chơi đông lắm luôn nè. Cái chợ mới nha, đây là khu chợ mới. Chưa hết. Mưa lớn quá rồi cả nhà ơi. Việt Nam mình có mưa không cả nhà? Xin chúc cả nhà mình có một đêm chủ nhật thật là vui vẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình xin xuống like cả nhà ơi. Xin chào cả nhà.